Là may mắn thì đã nhận được rất là nhiều đãi từ Viện Thẩm Mỹ Diva, và sau khi trải nghiệm xong dịch vụ thì mình cảm thấy rất là vui và rất là thoải mái, và đặc biệt là các bạn nhân viên này chăm sóc cho mình rất là nhiều, không gian thì rất là sang trọng và nhân viên thì khá là nhiệt tình. Chị rất là hài lòng, mình chấm thì 10/10, các bạn hãy đến Viện Thẩm Mỹ Diva nha. Viện Thẩm Mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.